Chào các em. Hôm nay chúng ta học cách nhận biết các con số các em nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu học, các em đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Chúng ta bắt đầu học nào. Đây là số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2. Đây là số 3. Số 3. Đây là số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10. Đố bạn trong thùng có bao nhiêu trái cam? Có một trái cam. Không, nó là hai trái cam. Có ba trái cam. Không, nó là 4 trái cam. Có 5 trái cam. Không, nó là 6 trái cam. Có 7 trái cam. Không, nó là 8 trái cam. Có 9 trái cam. Không, nó là 10 trái cam. Ồ, không có trái cam nào hết. Đây là số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2. Đây là số 3. Số 3. Đây là số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10.
Đố bạn trong thùng có bao nhiêu trái cam? Có một trái cam. Không, nó là hai trái cam. Có ba trái cam. Không, nó là bốn trái cam. Có năm trái cam. Không, nó là sáu trái cam. Có bảy trái cam. Không, nó là tám trái cam. Có chín trái cam. Không, nó là 10 trái cam. Ồ, không có trái cam nào hết. Đây là số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2. Đây là số 3. Số 3. Đây là số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10. Đố bạn trong thùng có bao nhiêu trái cam? Có một trái cam. Không, nó là hai trái cam. Có ba trái cam. Không, nó là bốn trái cam. Có năm trái cam. Không, nó là sáu trái cam. Có bảy trái cam. Không, nó là tám trái cam. Có chín trái cam. Không, nó là 10 trái cam. Ồ, không có trái cam nào hết. Bài sau chúng ta sẽ học từ số 11 đến số 20. Các em đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận video mới các em nhé. Chào các em. Hôm nay chúng ta học cách nhận biết các con số các em nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu học, các em đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Chúng ta bắt đầu học nào. Đây là số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2. Đây là số 3. Số 3.
Đây là số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10. Đố bạn trong thùng có bao nhiêu trái cam? Có một trái cam. Không, nó là hai trái cam. Có ba trái cam. Không, nó là bốn trái cam. Có năm trái cam. Không, nó là sáu trái cam. Có bảy trái cam. Không, nó là tám trái cam. Có chín trái cam. Không, nó là mười trái cam. Ồ, không có trái cam nào hết. Đây là số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2. Đây là số 3. Số 3. Đây là số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10. Đố bạn trong thùng có bao nhiêu trái cam? Có một trái cam. Không, nó là hai trái cam. Có ba trái cam. Không, nó là bốn trái cam. Có năm trái cam. Không, nó là sáu trái cam. Có bảy trái cam. Không, nó là tám trái cam. Có chín trái cam. Không, nó là mười trái cam. Ồ, không có trái cam nào hết. Đây là số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2.
Đây là số 3. Số 3. Đây là số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10. Đố bạn trong thùng có bao nhiêu trái cam? Có một trái cam. Không, nó là hai trái cam. Có ba trái cam. Không, nó là bốn trái cam. Có năm trái cam. Không, nó là sáu trái cam. Có bảy trái cam. Không, nó là tám trái cam. Có chín trái cam. Không, nó là 10 trái cam. Ồ, không có trái cam nào hết. Bài sau chúng ta sẽ học từ số 11 đến số 20. Các em đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận video mới các em nhé.